Hello xin chào các bạn. Hello. Hôm nay mình sẽ review chiếc xe của mình nha các bạn. Đây các bạn. Đây là con The Jin Chiến. Đây các bạn nha. Đây nha. Đây là biển số 29M25368 nha các bạn. Biển số thứ này với giá 50 tỷ các bạn ạ. Đây này. Đây là cái chống giảm sốc các bạn ạ. Tớ phải đi hai người nên là tớ phải để này. Đấy. Tiếp theo. Tiếp theo là bộ này tớ đếch với bộ gì nhưng mà bộ The Jin các bạn. Đây nha. Đấy. Đi hơi bẩn tí không sao nhưng mà vẫn chẹp. Các bạn đây là chiếc bộ gì nhỉ? Bộ Tân Hoa IS9001 xuất bản năm 2008 các bạn. Đời này là đời siêu mới các bạn ạ. Với giá là 300 triệu các bạn. Xương xe của mình đã 1 tỷ 3 rồi các bạn ạ. Đây nha. Bánh xe này là bánh xe cao su li alon các bạn ạ. DOT 8i XVK C17 các bạn. Đây hãng Kenda các bạn nhá. Tại vì tôi vừa đi đây là tôi chưa rửa các bạn ạ. Đây nha. Các bạn nhìn ở đầu này. Đấy các bạn à, quá đẹp luôn. Ai có nhu cầu đi mượn thử xe thì để tớ nha các bạn nhá. Đấy. Quay một vòng cho các bạn xem. Đây nha. Đây nha, đây là yên Honda yên siêu mềm nha, ngồi này. Đấy. Đây nha các bạn. Đây là cái gì nhỉ? Cái để đồ đó các bạn. Cái này tuy dỉ nhưng mà nó vẫn cứng các bạn. Tiếp là cái này nó cũng thế các bạn. Ừ chết rồi, nhầm, không sao, nó chỉ hơi lỏng tí. Đây là các bạn. Đây là cái biển Honda này với giá là 150 triệu nha các bạn. Không lỏng tí nào. Đây. Tuy nó hơi cũ kỹ một tí nhưng mà nó vẫn đẹp các bạn ạ. Đấy. Quá đẹp luôn anh em. Nào các bạn ăn. Đây nha các bạn, tiếp này. Tiếp là bộ dàn xi nhan này nha các bạn. Thôi tôi quay một dàn cho anh em xem. Dàn xi nhan này thì nó có giá là 50 thôi. Còn cái đèn này này, cái đèn này siêu sáng luôn các bạn. Giá là 350 nha các bạn. Tôi không nhớ loại đèn này loại gì nữa. Đây. Đây là bộ đây là cái đầu lắp này các bạn. Xe tôi tuy hơi cũ một tí nhưng mà nó đi rất là ngon các bạn. Đây các bạn. Sợ. Quá đẹp luôn anh em ạ. Đây các bạn này. Lắp này. Tôi hơi ồn một tí các bạn thông cảm nha. Đây. Review bên ngoài các bạn. Quay một vòng cho các bạn xem. Đấy. Đó. Nhìn dáng quá đẹp luôn. Không sao, từ từ trật tự. Các bạn, đấy tôi quay một vòng cho các bạn xem. Đây quay từ cửa vào trong này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy. Đây nha các bạn, quá tuyệt vời. Đây. Đây là dàn siêu sao nha các bạn. Dàn siêu sao đến xem mình review các bạn ạ. Toàn fan hâm mộ của mình thôi các bạn. Đấy. Cứ đến xem mình review các bạn, một người thật. Đây là Super Dream nha các bạn. Electric Start Honda nha. Đấy, đây là bộ mới Honda này anh em. Xe này là khung tàu nhưng mà zin Việt anh em. Quá đỉnh. Đây, bộ dẫm máy này. Rất là ăn các bạn. Không bao giờ hỏng. Tiếp này, đây là mấy cái này. Đây nha anh em. Tân Hòa. Chết rồi. Đây các bạn ơi, mình một tí mình dắt xe cho mấy con lợn này vào nha các bạn. Tại vì nhiều fan quá không biết chọn fan nào. Đi. Đây các bạn đợi mình một tí. Chiu. Ôi. Fan thế nào? Fan đâm vào chân tôi các bạn. Fan này mất dạy quá. Đây à. Trong yên này thì nó đựng được thế này thôi. Vì The Jin thì cái ống, cái chỗ để nó rất là ít các bạn. Sơ xe mình cũng mấy chục rồi.
Đấy, rất là đẹp luôn. Máy. Bóng các bạn, bóng tôi quên ti, tôi đi mấy hôm nên là tôi chưa rửa. Các bạn thông cảm nha. Chỗ này hơi dị một tí. Nhưng mà ông sao vẫn đẹp các bạn. Có chìa khóa đâu. Đấy. Biển số Titan nha các bạn. Quay tóc tóc nhảy đôi xe. Không. Đây là biển số qua qua bóng luôn các bạn. Đẹp không anh em? Quá nét từng chi tiết luôn. Đấy. Xe này là xe ông mô tôi gửi lại cho tôi nhé các bạn. Đây là cái giảm sóc này. Đấy. Đây anh em. Khu này thì tôi đến để tôi review thôi. Quay một vòng cho các bạn xem nè. Hi hi. Đấy nhìn là nhìn cái nó này nha. Đờ gym chiến nha các bạn. Đó. Quá tuyệt vời. Đây tiếp nha. Đây là, xe tôi chỉ cần một cái gương thôi đi là đủ rồi. Đây là cái mod này, cái mod nhét vào này. Đấy. Đây nha. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Nào đừng có bóc của tôi ra bạn. Fan gì mà fan như thế, phá xe người khác à. Đây các bạn nha. Vẫn quay này. Quá tuyệt vời. Đây tôi quay một vòng nhanh nhé bạn. Đây nhanh nha. Đây là cái phản chiếu này. Ai được ai chiếu sáng vào là nó bị thế luôn. Đấy. Cái này là của Made in Việt Nam nha. Đấy, tôi xem vào cái xe nào. Đấy. Quá đỉnh luôn anh em ạ. Đấy, quay một vòng tròn anh em xem luôn. Đấy. Xe đi mấy hôm chưa rửa nên là hơi bẩn nha các bạn. Nhưng mà không thể làm mất đi độ chất của nó đâu các bạn. Đây nha, tên này anh em. Đấy. Bộ dàn này quá chất luôn. Đây nha. Chân chống sắt nha các bạn. À được, chân chống inox nha các bạn. À tôi chẳng biết chân chống gì nữa nhưng mà nhìn này này. Quá xịn luôn. Đấy. Cái đoạn này lâu năm thì nó hơi bị ấy một tí. Bôi sơn vào là hết các bạn nha. Bộ đồ Honda. Đấy. Super the gym. Quá tuyệt vời. Úi là trời. Úi trời ơi. Úi trời, trời ơi là trời. Đi ơi là đi. Đây nha các bạn. Trời. Quá tuyệt vời luôn nha các cậu ơi. Ok các bạn. Quang quay mặt cho tao. Đứng ở kia. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy cho tớ chỉ một like, một xem và một cầu vào đây và một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn.